trong một lần tình cờ, mình quét lên các cái trang mạng nước ngoài để tìm tài liệu dạy vẽ cho học sinh, thì bắt gặp những cái bức tranh hoạt hình được vẽ trên đá rất là sinh động. Ngay lập tức mình đã có ấn tượng về thể loại độc đáo mới lạ ấy. Từ đấy mình đi tìm nguồn đá rồi cách vẽ trên đá. Sau khi lượm nhặt đá về, chúng ta phải làm vệ sinh sạch sẽ, phơi hoặc sấy thật khô để lựa hơi nước không còn trong đá nữa. Thì sau này khi vẽ lên thì không có hiện tượng về bong chóc hay gì cả. Màu vẽ của mình là màu acrylic, là cái loại màu khô rất nhanh, khô nhanh hơn sơn dầu rất nhiều, giúp mình giảm thời gian vẽ, màu sắc được tươi hơn. Chính là tranh đá lại là một cái nguồn thu nhập giúp mình vượt qua lúc khó khăn khi mình bắt đầu chuyển hướng sang hội họa, vì khi ấy là gia đình cản trở và cắt mọi viện trợ.